Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 14 tháng 7. Hôm nay là ngày gì? Ngày 14 tháng 7 là ngày Quốc khánh Pháp. Ngày sinh của ai? Ngày 14 tháng 7 năm 1743 là ngày sinh của Radvila Romanovich de Havin, nhà thơ người Nga thời kỳ khai sáng. Ngày 14 tháng 7 năm 1862 cũng là ngày sinh của Gustav Klimt. Ông là họa sĩ, nghệ sĩ tạo hình người Áo. William Hanna, ông sinh ngày 14 tháng 7 năm 1910. Ông là nhà làm phim hoạt hình, đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên người Mỹ. Ông đồng sáng lập công ty Hanna-Barbera. Victoria, công chúa Thụy Điển, cô sinh ngày 14 tháng 7 năm 1977. Cô là nữ công tước xứ Västergötland. Ngày mất của ai? Ngày 14 tháng 7 năm 1881 là ngày mất của William S. Bonney, hay còn gọi là Billy the Kid, tay súng người Mỹ và sống ngoài vòng pháp luật. Richard McDonald, ông mất ngày 14 tháng 7 năm 1998. Ông là doanh nhân người Mỹ, đồng sáng lập McDonald. Sự kiện. Ngày 14 tháng 7 năm 1928, Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập. Cũng vào ngày này năm 2003, chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận sự tồn tại của khu vực 51. Ngày 14 tháng 7 năm 2015, phi thuyền New Horizons tiếp cận sao Diêm Vương ở khoảng cách 12.500 km, trở thành tàu thăm dò đầu tiên khám phá hành tinh lùn này. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Awit TV.